chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sun TV. Hôm nay chúng mình sẽ cùng vẽ chú cá heo siêu đơn giản nhé. Lấy giấy bút ra và vẽ cùng mình nào. Trước tiên các bạn hãy vẽ cho mình một chữ C, gần giống chữ C thôi nha. Vẽ hơi dài một chút. Và chúng ta vẽ thêm một đường cong xuống phía bên phải và một đường dài nữa xuống dưới bên trái. Rồi chúng ta lại kéo thêm những cái đường như thế này. Rồi chúng ta vẽ thêm vây này. Sau đó chúng ta vẽ một cái vây to ở trên lưng nữa. Rồi vẽ cái đuôi nữa là chúng ta đã hoàn thành được chú cá. À, chúng ta còn phải vẽ một chiếc mắt nữa, một cái mắt thật là to tròn và đáng yêu nha. Và chúng ta sẽ tô màu xanh nước biển đậm vào phần vây và phần lưng. Còn phần bụng chúng ta để màu trắng hoặc là tô màu xanh da trời nhạt cũng được nha. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đừng quên like, share video clip giúp mình nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!